Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe Cuối năm 2024 Cả thế giới như là chìm vào một bầu không khí u ám mờ mịt Những lời tiên tri cổ xưa Những sấm chiền từ hàng trăm năm trước Đang dần hiện lên Như là một điềm báo về một đại nạn khủng khiếp Mà nhân loại sắp phải đối mặt Trong suốt 8 năm tới Nhân loại sẽ phải chống chọi với những gì Đó là những thảm họa thiên nhiên Ngày càng khốc liệt là biến động chính trị không ngừng, là những cuộc xung đột triền miên và có lẽ là sự sụp đổ của những gì chúng ta từng tin tưởng. Phải chăng tất cả những dấu hiệu này là những mảnh ghép của một vận mệnh đã được định sẵn, một con đường không lối thoát? Đây có thể là lời cảnh tỉnh cuối cùng hoặc cũng có thể là chìa khóa để giúp cho chúng ta hiểu được những bí mật của một thời kỳ đen tối mà nhân loại sắp sửa bước vào. Cung hoàng đạo được xác định bởi vị trí của mặt trời trên bầu trời so với 12 chòm sao và có mối liên hệ mật thiết với chim tinh học 12 dấu hiệu cung hoàng đạo trong tử vi gắn liền với sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời do trái đất quay quanh mặt trời trên một mặt phẳng chúng ta thấy mặt trời xuất hiện trước các chòm sao khác nhau theo như chu kỳ của một năm theo như ếch cay mặt trời dường như di chuyển dần về hướng đông trên bầu trời mỗi ngày giống như là mặt trăng thay đổi vị trí mỗi đêm ví dụ nếu tháng này mặt trời ở vị trí chòm sao song tử thì tháng sau nó sẽ chuyển sang chòm sao cự giải những ngày tháng trong tử vi phương Tây đánh dấu thời điểm mặt trời đi vào từng cung hoàng đạo theo như nhà chim tinh học nổi tiếng cây Thomas của tạp chí Bible chặn động đất ở New York và New Jersey vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 là dấu hiệu cho sự chuẩn bị cho con thú khổng lồ hung dữ sắp tới Thomas đã dự đoán rằng hiện tượng thiên văn học là sự hội tụ của sao mộc và sao thiên dương tại cung kim ngu vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 đã kích hoạt nhiều biến động toàn cầu. Ngay sau trận động đất, một loạt các sự kiện lớn đã xảy ra trên thế giới, như là Ai trăng tấn công vào do Thái, làm giảm hy vọng hòa bình và đẩy giá dầu tăng cao tại Mỹ. Người ta đã biểu tình ủng hộ cho Palestine gây rối loạn tại San Francisco. Cùng lúc đó, các sự cố rò rỉ hạt nhân từ Nga bắt đầu lan sang các khu vực đông bắc Trung Quốc như là Bắc Kinh, lại cấm truyền thông tin đưa tin theo như nhà chiêm tinh nổi tiếng cây thomas thì sao thiên dương trong chim tinh học không chỉ đại diện cho những thay đổi đột phá mà còn là biểu tượng của khủng hoảng và tự do một thế lực vô hình sẵn sàng phá dở đi mọi khuôn khổ khi hội tụ cùng hành tinh khác ở cung kim ngu cung hoàng đạo gắn liền với sự ổn định của đất đai và quyền lực giặc chắc sao thiên dương có thể kích hoạt những biến động không lường từ thảm họa tự nhiên đến những cơn sóng thần trong tâm trí của con người Thomas đã cho rằng trận động đất gần đây ở Mỹ chính là tín hiệu đầu tiên để báo hiệu cho một chuỗi sự kiện mãnh liệt được khơi dậy bởi sự tương tác giữa sao mộc và sao thiên dương ở Kim Ngưu. Đáng nói hơn thì sao thiên dương sẽ còn tiếp tục chú ngụ tới vị trí này đến tháng 4 năm 2026 rồi biến mất suốt 84 năm trước. Khi trở lại Thomas, người được mệnh danh là kẻ mở cánh cửa đến bí ẩn của vũ trụ đã nhận định rằng sự hội tụ của sao Mộc và sao Thiên Dương vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra một lần trong vòng 83 năm. Sao Mộc với nguồn năng lượng may mắn và mở rộng khi chạm trán với sao Thiên Dương, hành tinh của khủng hoảng và những thay đổi đột ngột sẽ tạo ra một cơn địa chấn không chỉ ảnh hưởng đến đất đai mà còn làm rung chuyển các cấu trúc kinh tế toàn cầu. Đối với Thomas thì Kim Ngưu, cung của sự giàu có và vật chất càng khiến cho lần gặp gỡ này trở nên nguy hiểm như là một chất xúc tác sẵn sàng chăm ngồi cho những biến cố bất ngờ. Nhà chim tinh người Anh Davidson cũng đưa ra những phân tích đầy hấp dẫn về sự hội tụ sắp tới của sao mộc và sao thiên dương. Là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về chim tinh học, Davidson chỉ ra rằng lần hội tụ gần đây của hai hành tinh này là ở cung Bạch Dương vào năm 2010 đã kích hoạt những phong trào dân chủ và thay đổi kinh tế lớn như là mùa xuân Ả Rập. Davidson nhận định rằng sao thiên dương là biểu tượng của biến động và thay đổi, không thể đoán trước được khi sao mộc tượng trưng cho sự mở rộng và niềm hy vọng. Khi hai hành tinh đầy sức mạnh này hội tụ, một cơn bão năng lượng được giải phóng, thúc đẩy sự phát triển khai phá và chuyển đổi trên quy mô lớn. Davidson dự đoán rằng giai đoạn này sẽ mở ra những đột phá trong khoa học công nghệ, đồng thời khơi dậy sự thức tỉnh mạnh mẽ về tâm linh. Tuy nhiên cô cũng đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc cách mạng, chính trị, sự hỗn loạn xã hội và những chính sách đàn áp đặc biệt ảnh hưởng đến các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp và các nguồn tài nguyên của thiên nhiên. Vào thời điểm nhật thực toàn phần, tờ theo New York Times đã đăng bài của chuyên gia Davidson phân tích về nguồn năng lượng chiêm tinh mạnh mẽ có thể gây chấn động ở bờ đông của nước Mỹ. Ông đã nhắc đến câu chuyện thằng thoại Hy Lạp nơi sau thiên dương vị thần của bầu trời cùng với nửa thằng Gaza đã tạo ra bầu trời và mặt đất, con cháu của họ, những Titan, dù mang sức mạnh của thiên nhiên nhưng lại là những sinh vật hung dữ và đầy thách thức, đến mức sao thiên dương phải trục sức chúng. Davidson cho rằng giống như là năng lượng phá hủy của sao thiên dương, sự hội tụ lần này có thể mang đến những thay đổi triệt để và không thể đảo ngược, hoàn toàn đối lập với lòng nhân ái và sáng tạo mà sao một tượng trưng. Sự va chạm của hai nguồn năng lực đối lập này hứa hẹn một thời kỳ đầy biến động và xung đột. Khi mà trật tự cũ đứng trước nguy cơ sự sụp đổ để nhường chỗ cho những thay đổi không ngờ đến trong thần thoại Hy Lạp, cuộc chiến giữa các vị thần không chỉ đơn thuần là tranh đấu mà còn ẩn chứa sự giằng xé giữa trật tự và hỗn loạn giữa ánh sáng của những điều đã biết và bóng tối của những bí mật chưa được hé lộ, sao mọc hành tinh của quyền lực bảo hộ và những cân bảo tố quyền bí từ lâu đã là biểu tượng của các vị thần tối cao trong nhiều nền văn hóa cổ đại nhưng vào năm 2024 khi sao mộc hội tụ với sao thiên dương, hành tinh của những biến động bất ngờ, liệu điều gì sẽ chờ đợi nhân loại? Sự gặp gỡ này dường như là điềm báo về một cơn địa chấn vô hình có thể làm rung chuyển cả nền tảng tài chính, chính trị và văn hóa của thế giới. Sao mộc là cây cầu nối giữa trời và đất mang theo sức mạnh thiên liêng của các nguyên tắc vĩnh cửu. Một hiện thân của những chân lý vừa thời gian đối diện với nó là sao thiên dương hành tinh của sự bất định bùng nổ và những thay đổi đột ngột như là một ngọn lửa thách thức mọi trật tự đã định khi hai hành tinh đối lập này gặp nhau có lẽ đó chính là khởi đầu của những xung đột ngầm những bước đột phá bí ẩn và các biến động không thể lường trước được nhà chiêm tinh học david cho rằng giống như những thời kỳ biến động trong quá khứ làn hội tụ này có thể mở ra cánh cửa đến một tương lai đen tối của chiến tranh và xung đột có lẽ là một cuộc nội chiến mới tại hoa kỳ nhưng đồng thời ông cũng tin rằng con người có thể đón được số phận của mình một cuộc giằng co tinh tế giữa ý chí tự do và số phận khi mà chúng ta đang đứng trước bên rìa của hai thế lực vũ trụ đối nghịch không chỉ dừng lại ở đó david còn dự báo rằng sự hội tụ này có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh toàn cầu tuy nhiên nếu đi theo chiều hướng tích cực sau thiên dương ở cung sung tử cũng có thể mang đến một cuộc cách mạng tư tưởng xóa bỏ những giảng bộ cũ kỹ khơi dậy cho một sự thức tỉnh trong tâm thức của nhân loại Sao thiên dương có thể thôi thúc con người khám phá sức mạnh tinh thần, vượt ra khỏi giới hạn của công nghệ lạnh lùng để khai thác nó theo hướng nhân dân hơn? Khi mà sao diêm dương di chuyển vào cung bảo bình, ánh sáng của nó sẽ chiếu rọi vào những góc phức của công nghệ, phơi bày những mặt tối mà chúng ta chưa từng thấy, buộc xã hội hướng tới một thế giới kết nối sâu sắc hơn giữa người với người, chớ không chỉ qua những chiếc máy vô hồn. Đến năm 2032, khi sao thiên dương và sao thổ hội tụ tại cung sông tử, một thời kỳ mới đầy bí ẩn sẽ mở ra, như thể là cánh cửa vũ trụ xoay chuyển sẽ dẫn lối nhân loại bước vào một hành trình định mệnh. Từ nay cho đến khoảnh khắc đó, thế giới sẽ đối mặt với những thử thách nghiệt ngã khi mà các tư tưởng cấu trúc và hệ giá trị mới trỗi dậy, hoặc hình thành như là trật tự mới, hoặc bị cuốn phăng như những cơn sóng mộng tưởng. Hai hành tinh này khi hòa mình vào nhau mang theo năng lượng đậm chất phá vỡ và xây dựng hứa hẹn làm rung chuyển những nền tảng lâu đời, đặc biệt là trong giáo dục khoa học, văn hóa. Đây là ngưỡng cửa mà phía sau là bóng tối của những điều chưa biết, nhưng cũng có thể là ánh sáng của sự thay đổi. Những dự báo chiêm tinh này không chỉ là lời nhắc nhở với những lực lượng vô hình đang chậm chậm xây chuyển vận mệnh của thế gian mà còn là dấu hiệu cho sức mạnh quyền bí của vũ trụ đang âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng chiêm tinh chỉ là tấm gương phản chiếu mờ ảo của tương lai, hé mở một vài khả năng chứ không khẳng định một chân lý tuyệt đối mọi thứ có thể khác xa dự đoán cò già còn vô số yếu tố biến động nằm ngoài tầm giới của con người cẩn tắc vô chỉ khi sẵn sàng cho trước mọi khả năng chúng ta mới đủ can đảm đối diện với điều đang chờ đợi trong bóng tối nó là nhà tiên tri lừng danh người pháp từ lâu đã làm nhân loại rùng mình với những dự đoán của mình ông đã từng trải qua những ngày tháng tuổi trẻ đầy sóng gió khi mà cha buôn ba khắp miền quê nước Pháp hành nghề y để đối đầu với bóng tối của bệnh tật vào thế kỷ thứ 16 khi dịch bệnh hoành hành ở miền Nam của nước Pháp. Nỗi sợ hãi lan tỏa như là màn đêm nuốt chửng niềm tin của con người. Ở tuổi 14, ông đã bắt đầu học y học tại Đại học Avignon nhưng buộc phải dừng lại khi dịch bệnh bùng phát. Không trồn bước, ông đã tự mài mòi nghiên cứu lang thang đến những làng quê hẻo lánh, tìm kiếm ra những phương thuốc thiên nhiên có thể mang lại hy vọng. Đến năm 22 tuổi, với học vị tiến sĩ y khoa, Nostradamus đã trở thành tia sáng hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân. Trong khi các bác sĩ đương thời dùng thủy ngăn chích máu hay là tỏi ngâm để chữa bệnh, thì Nostradamus đã chọn con đường khác. Ông điều chế thuốc từ hoa hồng, khai thác nguồn vitamin C tự nhiên, giúp giảm nhẹ các triệu chứng. Ông đã phiên bệnh nhân giữ vệ sinh sạch sẽ, ăn uống lành mạnh và hít thở không khí trong lành. Những lời khuyên giản dị như dường như mang sức mạnh đột phá trong thời kỳ đen tối ấy dù đã cứu sống nhiều người, nhưng khi chính vợ và các con của ông bị nhiễm bệnh, thì Nostradamus vẫn đành bắt lực. Ông không thể làm gì hơn ngoài nhìn gia đình mình cho vào cõi vĩnh hằng, để lại nỗi cô đơn sâu sắc trong trái tim của ông. Trước sự nghiệt ngã của số phận, hiểu rằng cuộc sống này đôi khi tàn nhẫn không thể lường, và chính từ những nỗi đau ấy mà Nostradamus tiếp tục hành trình đưa ra những tiên đoán u tối, mà đến nay thế giới vẫn không thôi ám ảnh như là một lời cảnh tỉnh của bóng đêm. Giọng lại từ cõi xa, năm 1547 khi mà nó Charamot 44 tuổi, ông đã được chính quyền của thành phố mời làm bác sĩ để chống lại dịch bệnh. Trong một chuyến đi đến thành phố Salon, ông đã gặp phải một cảnh tượng đau lòng khi đối mặt với hàng loạt bệnh nhân đang hấp hối. Trong hoàn cảnh nguy cấp, ông đã phát và cứu sống một phu nhân giàu có đang ở làng ranh của sự sống và cái chết. Người phụ nữ này tên là Anna, sau đó đã kết hôn với nó vào cuối năm 1547. Nhờ sự hỗ trợ tài chính từ người vợ giàu có Nostradamus đã có thể tập trung nghiên cứu chim tinh học và các tiên tri của mình mà không bị áp lực tài chính. Một trong những câu chuyện nổi tiếng về khả năng tiên tri của Nostradamus là khi ông du hành đến Italia. Tại đây ông đã gặp một nhóm tu sĩ trẻ San Francisco, trong đó có một tu sĩ tên là Berati đột nhiên nằm quỵ xuống và nói rằng ôi giáo hoàng tôn kính của tôi, mọi người đều bất ngờ và không tin lời ông. Nhưng đúng như là tiên đoán năm 1000, 585, Berati trở thành giáo hoàng Sistus V. Khi trở về nhà, nó Nostradamus đã cải tạo căn gác mái thành một phòng nghiên cứu với nhiều thiết bị kỳ lạ như là kính thiên văn, gương ma thực, đũa thần và bắt đầu ghi lại các tiên tri của mình trong những bài thơ tứ thiệt. Tác phẩm Lost Berati của ông nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Âu sau khi một trong những tiên đoán của ông về cái chết của vua Henry đệ nhị đã trở thành hiện thực. Ông đã tiên tri rằng sư tử non sẽ chiến thắng sư tử già trong trận chiến, đâm vào mắt và dẫn đến cái chết đau đớn năm 1559 Trong một trận đấu, vua Henry đại nhị đã bị thương đúng như mô tả và qua đời sau đó Điều này không chỉ khiến cho danh tiếng của Nostradamus lan rộng mà còn thu hút sự chú ý của nhiều người Trong đó có cả hoàng hậu của Pháp đã người đã mời ông đến cung điện và trò chuyện về những dự đoán của ông để tránh bị giáo hội kết tội Tà giáo Nostradamus viết những lời thiên chi của mình dưới dạng thơ, tứ tiệt, khó hiểu xen lẫn những dự ngôn ngữ như là tiếng Pháp, Latin và tiếng Hy Lạp cùng với cách sắp xếp thời gian không rõ ràng. Năm 1566, Nostradamus dự đoán chính xác cái chết của mình và ra đi thanh thản. Như lời tiên tri đã báo trước được tìm thấy giữa giường và ghế, đúng như ông đã dự đoán sau khi ông qua đời, con trai của ông đã tập hợp các tiên tri chưa được công bố và xuất bản chúng vào năm 1568, tạo nên một bộ sách với gần 1.000 bài thơ tiên tri trải dài từ thời của ông cho đến những sự kiện xa xôi trong tương lai. Những tiên tri của Nostradamus được cho là đã dự báo về các sự kiện lịch sử lớn như là cách mạng Pháp, sự trỗi dậy của Napoleon, Hitler, sự xuất hiện của chủ nghĩa cộng sản và sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ. Ngoài ra, một số nghiên cứu tin rằng các tiên tri của ông còn ám chỉ đến sự ra đời của tàu quả máy bay, điện ảnh, bom nguyên tử và những tiến bộ khoa học quan trọng. Nostradamus được biết đến như là một nhà tiên tri quyền thoại và tác phẩm của ông được ví như là bộ kinh thánh thứ hai của châu Âu. Dự đoán cho năm 2024 của Nostradamus bao gồm 8 lời tiên tri lớn, trong đó có thảm họa khí hậu được xem là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại. Ông đã tiên tri rằng biến đổi khí hậu sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp bao gồm như là hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng bắt đầu từ năm 2024 và kéo dài trong nhiều thập kỷ. Hiện tại các khu vực trên thế giới đã chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan với nhiệt độ tăng cao kỷ lục gây ra nhiều vụ cháy rừng lớn. Cháy rừng ở Canada đã ảnh hưởng đến cả người dân nước này và gây ô nhiễm không khí tại khu vực Đông Bắc của Hoa Kỳ, khiến cho cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ phải, phải vào cuộc. Khoảng 110 triệu người dân Mỹ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất lượng không khí kém do khói bụi từ các vụ cháy rừng ở Canada. Lan rộng đã gây ô nhiễm nghiêm trọng trong một phần lớn vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ. Tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay đã khiến cho nhiều khu vực trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề đặc biệt là khu vực phía nam châu Âu, nơi đang phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiều quốc gia trong khu vực này đang đối diện với tình trạng hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè, dẫn đến thiếu nước sinh hoạt và nguy cơ mắc mùa tại châu Á. Các nhà khoa học dự báo hiện tượng El Nino có thể gây ra một năm đầy biến động với nắng nóng khắc nghiệt và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong tháng 4 vừa qua đã trở thành tháng nóng nhất từng ghi nhận tại châu Á, với nhiều quốc gia phá kỷ lục nhiệt độ gây ra những lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu. Riêng ở Trung Quốc thì tháng 7 2024 đã chứng kiến hiện tượng mưa lớn kéo dài, gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Lo ngại về tình trạng này, các nhà khoa học đã cảnh báo đập tam hiệp có nguy cơ dở bất cứ lúc nào. Sóng nhiệt cực đoan cũng đã được cảnh báo có thể dẫn đến tình trạng hạn hán gây ảnh hưởng lớn đến các mùa màng và nguồn nước sinh hoạt cho người dân các hệ lụy nghiêm trọng khác bao gồm như là cháy rừng, thiếu nước sạch, lũ lụt và động đất có thể xảy ra, đe dọa đến sức khỏe của con người và môi trường. Bên cạnh đó, theo như dự đoán của nó Chadamot, 2024 sẽ chứng kiến một bước đột phá trong lĩnh vực nội tạng, nhân tạo mở ra cơ hội cải tiến trong y học. Ông đã dự báo rằng công nghệ mới sẽ cho phép sản xuất các cơ quan nhân tạo với giá cả hợp lý, giúp cho nhiều người có thể tiếp cận được các phương pháp ghép tạng mà trước đây gần như không khả thi hoặc quá đắt đỏ. Theo nhau, sự sống mới sẽ nảy sinh từ sự tạo tác của con người. Khi các cơ quan sinh ra từ máy móc sẽ chấp cánh trái tim, kim loại của họ đập bằng lửa của con người và cứu những người sắp chết khỏi tay của tử thần. Bước đột phá này có thể liên quan đến công nghệ in 3D hoặc những vật liệu sinh học mới tương thích với cơ thể của con người, giúp cho những người mắc bệnh suy si tạng có cơ hội sống sót. Liệu trái đất của chúng ta có đang đối mặt với một mối đe dọa đại dịch mới? và các bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng nguyên nhân của mối đe dọa này có thể đến từ mặt trăng. Mặc dù khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất của chúng ta là 380.000 km, tương đương với 10 vòng quay đường sinh đạo của mặt trăng, vẫn là thiên thể gần nhất với chúng ta trong vũ trụ. Có điều đáng sợ hơn là ảnh hưởng của mặt trăng đến trái đất có lớn hơn nhiều so với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Mọi người chắc chắn đã nghe đến việc mặt trăng tạo ra hiện tượng thủy chiều, đó là nhờ vào lực hấp dẫn của nó. Một số nhà khoa học thậm chí còn cho rằng lực hút này có thể gây ra sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo trên trái đất dẫn đến động đất. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, có một bí mật khác về mặt trăng mà ít ai có thể biết đến. Mặt trăng có thể là nguồn gốc của nhiều thiên thạch đang rơi xuống trái đất. Nhắc đến thiên thạch thì chúng ta không thể không đề cập đến lời tiên tri của bộ tộc Hopi, người bản địa ở Mỹ. Theo như lời tiên tri này, một ngày kia nơi mà cư trú của thiên đàng trên trời sẽ rơi xuống và va chạm vào dưới trái đất. Khi đó một ngôi sao xanh sẽ xuất hiện báo hiệu thời khắc kết thúc của nghi lễ truyền thống của bộ tộc Hopi. Người ta cho rằng lời tiên tri này có thể đang nói đến thiên thạch đến từ mặt trăng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là các nhà nghiên cứu mới đây cũng phát hiện rằng không chỉ mặt trăng tác động đến trái đất mà chính trái đất cũng đã gây ảnh hưởng đảo ngược lên lại mặt trăng. Những tác động này mạnh mẽ đến mức có thể khiến cho trái đất rơi vào một cơn hoảng loạn chưa từng có sợi dây liên kết bí ẩn giữa trái đất và mặt trăng có thể dẫn đến những ảnh hưởng giật xa tưởng tượng của chúng ta, liệu trái đất có sẵn sàng đối mặt với những điều sắp tới hay là không? Hay là chính mối liên kết này sẽ mở ra cánh cửa cho một tương lai đầy bất ổn và trái đất của chúng ta có thể đang đối mặt với một mối đe dọa đại dịch mới có khả năng xuất phát từ mặt trăng. Theo như gần đây thì các nhà khoa học đã phát hiện ra một hiện tượng bất thường vào năm 2020 Nhiệt độ trung bình ban đêm trên bề mặt của mặt Trăng giảm đột ngột từ 8 đến 10 độ. Đây là một biến động đáng ngạc nhiên, vì sự thay đổi lớn đến vậy hiếm khi xảy ra ngay cả trong thời tiết hiện tại của chúng ta. Nhưng điều đáng nói là hầu như không ai chú ý đến sự thay đổi này, bởi chúng ta thường nghĩ rằng nhiệt độ trên mặt Trăng sẽ chẳng liên quan gì đến loài người trên trái đất. Nhưng bất ngờ, điều này có liên quan trực tiếp đến đại dịch Covid-19 năm 2020, khi mà đại dịch bùng phát, thế giới bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa khiến cho hàng triệu người phải ở nhà và hàng loạt nhà máy ngừng hoạt động. Kết quả là mức độ ô nhiễm không khí toàn cầu giảm mạnh. Theo như khảo sát tại 106 quốc gia, thì 84% trong số đó cho thấy môi trường không khí được cải thiện rõ rệt. Từ những khu vực luôn ngập trong khói bụi như là Trung Quốc, người ta thậm chí có thể nhìn thấy những rãnh núi xa xôi. Nhờ vậy mà lượng khí nhà kính phát thải từ trái đất vào không gian cũng thay đổi đáng kể. Theo như các nhà khoa học, thì nhiên lượng phát ra từ trái đất hiện tượng gọi là bức xạ nhiệt đã tác động lớn đến nhiệt độ của mặt trăng. Bức xạ nhiệt này là hiện tượng mà một vật thể phát ra nhiệt dưới dạng của ánh sáng hoặc là chiếu sóng điện tử ra bên ngoài. Chính nhờ điều này mà nhiệt độ trên mặt trăng cũng dao động. Theo như phần lớn nhiệt mà chúng ta cảm nhận trên trái đất thực chất là năng lượng từ mặt trời. Năng lượng này trước tiên được hấp thụ bởi bầu khí quyển rồi mới chuyển đến mặt đất sau đó một phần nhiên lượng này lại thoát vào không gian ảnh hưởng đến các thiên thể lân cặn, trong đó có mặt trăng. Điều này giống như là hiện tượng mà chúng ta thường nghe đến vào mùa đông. Khi chờ quang và không khí trong lành thì sự giảm nhiệt độ bức xạ sẽ khiến cho mặt đất lạnh hơn. Lý do là bởi vì nhiệt thăng ra khỏi ngoài không gian thì sẽ bị giữ lại gần của mặt đất. Nhiệt độ sẽ giảm xuống đáng kể chính lượng nhiệt phát ra này từ trái đất đã gây ảnh hưởng đến mặt trăng. Trước tình hình ở một viện nghiên cứu vật lý ở Ấn Độ đã đưa ra một giả thiết rằng nếu như mà lượng bức xạ từ trái đất giảm đi thì nhiệt độ trên bề mặt của mặt trăng cũng sẽ giảm theo để chứng minh những giả thiết họ đã tận dụng thời điểm phong tỏa do đại dịch vào năm 2020 khi ô nhiễm không khí giảm mạnh trên toàn cầu để thực hiện nghiên cứu này và xác minh tác động thực sự của sự ô nhiễm lên mặt trăng NASA đã thu thập dữ liệu nhiệt độ trên bề mặt trăng tại 6 vị trí khác nhau, mỗi điểm có diện tích từ 900 đến là 2.500 km vuông. Với phạm vi lớn này thì các nhà khoa học có thể thu được nhiều thông tin, chi tiết. Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào thời điểm phong tỏa nghiêm ngặt nhất từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2020 để tiến hành phân tích. Sau đó thì họ so sánh nhiệt độ trong khoảng thời gian này với dữ liệu 3 năm trước và sau đó để đánh giá tác động chính xác của phong tỏa lên nhiệt độ của ban đêm ở trên mặt trăng. Và sau đây là dữ liệu mà nhóm nghiên cứu thu thập được khi mà xem dữ liệu có thể thấy rõ sự sụt giảm nhiệt độ ở một vị trí giống như có một giới hạn chiều cao và khiến cho các giá trị nhiệt độ này thấp hơn hẳn một cách khác thường thì kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình ban đêm trên mặt trăng đã giảm từ 8 đến 10 độ trong một tháng tại cả 6 điểm quan sát đây là một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong suốt năm 2020 giữa thời điểm đại dịch khi các lệnh phong tỏa đang nghiêm ngặt thì nhiệt độ mặt trăng giảm rõ rệt, nhưng từ năm 2021 khi mà lệnh phong tỏa được nới lỏng, nhiệt độ bề mặt của mặt trăng đã dần trở lại bình thường. Điều này kết luận rằng sự thay đổi nhiệt độ trên mặt trăng có liên quan đến lượng nhiệt độ phát ra từ trái đất. Việc mà nhiệt độ bề mặt của mặt trăng giảm đến 10 độ chỉ trong thời gian ngắn như vậy là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Nếu như mặt trăng có sự sống, hẳn là các sinh vật sẽ bất ngờ với sự thay đổi này. Thông qua nghiên cứu này thì chúng ta thấy rõ rằng trái đất có ảnh hưởng rất lớn đến mặt trăng ngay cả khi cách nhau hàng trăm ngàn km. Nhưng liệu điều này có ám chỉ một diễn cảnh đáng sợ cho tương lai hay là không? Bây giờ hãy thử nghĩ ngược lại nếu như mà lượng nhạt khí kính trên trái đất tiếp tục tăng thì lực nhiệt phát ra sẽ ngày càng lớn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mặt trăng. Như thế nào? Đúng vậy, mặt trăng cũng sẽ nóng lên như là một hiện tượng biến đổi khí hậu ngay trên mặt trăng. Khi đó vấn đề lớn nhất sẽ là lớp băng trên mặt trăng. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng băng tồn tại ở cả hai cực của mặt trăng năm 2018. Theo như dữ liệu từ tàu thăm dò Channel 1 một quán độ đã phát hiện ra bằng chứng về băng ở vùng cực của mặt trăng. Hình ảnh thu được cho thấy các điểm màu xanh lục biểu thị cho các khu vực có băng ở nam cực và bắc cực của mặt trăng, giống như là trái đất. Theo như một nghiên cứu của NASA được công bố vào tháng 10 năm 2024 trên tạp chí AOB của Hiệp hội Vật lý Anh không chỉ có băng ở vùng tối vĩnh viễn gần nam cực mà còn có cả ở khu vực rộng tới vĩ độ 77 nam nghiên cứu do nhà khoa học nasa tiến sĩ timor rim đứng đầu cho thấy rằng lượng băng trên mặt trăng có thể lớn hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu khả năng đó chính xác khối lượng băng ẩn dưới bên của mặt trăng hay là xác định liệu còn lớp băng nào bị chôn vùi dưới lớp đất khô hay là không thì vẫn còn bị hạn chế tuy nhiên tại khu vực phát hiện mới thì lượng băng được cho là cao hơn ít nhất là 5 lít so với các khu vực xung quanh. Đặc biệt nếu như mà lượng nhiệt từ trái đất tăng lên và tác động lên đến mặt trăng, lớp băng trên có thể tan chảy. Thực tế thì mặt trăng hầu như không có bầu khí quyển, vì vậy nhiệt độ trên bề mặt của nó biến đổi rất khác biệt. Ban ngày có thể lên tới 120 độ C còn ban đêm giảm xuống trừ 170 độ C. Một số người có thể nghĩ rằng vì không có bầu khí quyển để giữ nhiệt, băng trên mặt trăng sẽ không bao giờ tan chảy, nhưng điều đó là một suy nghĩ quá đơn giản. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt vẫn có thể làm băng trên mặt trăng tan chảy và nước bốc hơi được chứng minh bởi một nghiên cứu vào năm 2018 từ một nhóm nghiên cứu Nhật Bản. Cụ thể họ đã tìm thấy một khoáng chất trong một mảnh thiên thạch từ mặt trăng rơi xuống Tây Bắc Châu Phi. Buganit không phải là khoáng chất hiếm trên trái đất nhưng trên mặt trăng nó rất hiếm gặp vì chỉ có thể hình thành trong sự hiện diện của nước. Phát hiện này đã làm đảo lộn suy nghĩ trước đây, xác nhận rằng có nước trên mặt trăng và là một phát hiện đột phá. Theo như các nhà nghiên cứu, nước trên mặt trăng sẽ bốc hơi, giữ nhiệt. Ước tính rằng dưới bề mặt của mặt trăng, trong mỗi mét khối đất có ít nhất là 18,8 lít băng. Và lớp băng này nằm dưới ngay bề mặt chỉ cách vài mm. Nếu như mà lượng nhiệt từ trái đất tiếp tục tăng và truyền đến mặt trăng, thì băng trên đó chắc chắn sẽ tan chảy. Và điều này chỉ còn là vấn đề của thời gian. Trên thực tế, chỉ cần một tháng trái đất có thể làm thay đổi nhiệt độ của mặt trăng đến 10 độ C. Không chỉ trái đất có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ của mặt trăng, mà ngược lại mặt trăng cũng có thể tác động trở lại trái đất trong một chu kỳ tương tác hai chiều. Và thực tế so với ngàn năm trước, chúng ta hiện đang gửi nhiều năng lượng nhiệt hơn đến mặt trăng. Điều này làm dấy lên câu hỏi rằng nếu như băng trên mặt trăng tan chảy thì điều gì sẽ xảy ra? Một trong những diễn cảnh đáng lo ngại nhất là sự trỗi dậy của các loại virus ngủ quên dưới lớp băng. Tưởng tượng giống như là kịch bản công viên Kiara những sinh vật từ thờ cổ đại với sức mạnh khủng khiếp có thể quay trở lại và đe dọa chúng ta. Thực tế thì chúng ta đã phải đối mặt với mối đe dọa này ngay tại trái đất khi mà các virus cổ đại được tìm thấy trong lớp băng vĩnh cũ. Năm 2023, các nhà khoa học đã phát hiện một mẫu virus 48.500 năm tuổi từ băng vĩnh cũ ở Serbia và hồi sinh nó trong phòng thí nghiệm. Ngoài virus này, họ còn phát hiện thêm 13 loại virus khác. Trong số 13 này khiến nhiều người không khỏi rùng mình bởi nó trùng hợp với con số yêu thích của những kẻ kiểm soát thế giới. Trong các thiết âm mưu, nhóm nghiên cứu gọi chúng là virus zombie, giống như câu chuyện trong các bộ phim kinh dị, nhưng lại đang diễn ra trong thực tế. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt lo của các nhà khoa học cũng đủ thấy, họ cảm nhận được nguy cơ đáng sợ từ những phát hiện này. Jean Michael Cavi, một chuyên gia nghiên cứu về virus cổ đại cho biết, virus phát hiện được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, ám chỉ rằng còn nhiều loại virus chưa được khám phá. Theo ông thì nếu một số virus có thể tồn tại qua 2.000 năm và giữ khả năng lây nhiễm rất có thể là nhiều loại virus khác vẫn còn sống sót dưới lớp băng. Một minh chứng rõ ràng là vào năm 2016, bao tử của vi khuẩn than từ lớp băng vĩnh cửu ở Serbia đã gây bùng phát bệnh than khiến cho 20 người bị nhiễm và giết chết hơn 2.350 con tuần lọc. Nếu không được ngăn chặn, bệnh này có thể gây tử vong do suy si giảm bạch cầu cấp tính không chỉ ở Bắc Cực Gần đây các nhà khoa học còn phát hiện gần 1.000 loại sinh vật hoàn toàn mới, tức là các dòng sông băng ở cao nguyên Tây Tạng với 98% trong số này là những loài chưa từng được biết đến trên trái đất. Khi băng tan, các virus cổ đại có thể hồi sinh và gây nguy hiểm. Điều tương tự có thể xảy ra trên mặt trăng hay là không? Câu trả lời là có, nhất là khi trái đất ngày càng nóng lên và lượng nhiệt phát ra từ trái đất ảnh hưởng đến mặt trăng có thể làm tan chảy lớp băng. Tại đó, lý do chính là sự gia tăng khí nhà kính và các chất giữ nhiệt khác hấp thụ từ ánh sáng mặt trời đang đẩy nhanh hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo như các nhà khoa học dự đoán rằng nếu như nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ so với mức trung bình thời cuối thế kỷ 19, đó sẽ là một điểm giới hạn dẫn đến biến đổi khí hậu không thể đảo ngược. Dù nhiều nước đang cố gắng kiềm chế mức tăng này thông qua mục tiêu là bền vững, nhưng thực tế nhiệt độ trung bình trên trái đất vẫn tiếp tục tăng. Năm 2016, nhiệt độ đã tăng 1,28 độ so với thế kỷ trước và các nhà chuyên gia cho rằng 98% khả năng đến năm 2027 kỷ lục này sẽ bị phá vỡ theo như Tổ chức Khí tượng Thế giới viết tắt là WMO có đến 66% cơ hội nhiệt độ sẽ vượt qua mức là 1,5 độ đều giống như trái đất băng trên mặt trăng tan ra các virus ẩn giấu dưới lớp băng hàng triệu năm có thể được giải phóng dù mặt trăng cách xa chúng ta xa xôi nhưng đừng có thường mối đe dọa này chúng ta có thể luôn sống trong lo lắng về sự sống của những loài virus bí ẩn từ mặt trăng rơi xuống trái đất qua các thiên thạch. Mỗi ngày không gian mang đến trái đất vô số thứ, kể cả là vi khuẩn và virus, nhưng phần lớn bị đốt cháy trong bầu khí quyển. Tuy nhiên nếu một thiên thạch đủ lớn và đi kèm với virus từ không gian trái đất sẽ không còn cách nào để ngăn chặn đúng như là lời tiên tri của bộ tộc Hopi đã đề cập. Khi mà nơi cư trú thiên đàng trên trời rơi xuống và gia chạm với trái đất, một ngôi sao xanh sẽ xuất hiện báo hiệu thời khắc kết thúc. Theo như lời tiên tri của bộ tộc Hopi, khi ngôi sao xanh xuất hiện, các nghi lễ truyền thống của họ sẽ kết thúc và người ta tự hỏi liệu ngôi sao xanh đó có thể chính là một loại virus không thực tế, trái đất từng rơi vào hoảng loạn vì virus đến từ mặt trăng. Điều này xảy ra vào những năm 1960 khi mà NASA chuẩn bị đưa con người lên mặt trăng. Carl Sagan, một nhà khoa học nổi tiếng tại NASA, đã từng cảnh báo rằng dưới bề mặt của mặt trăng có thể có những vi sinh vật có khả năng lây nhiễm cho các phi hành gia để đảm bảo an toàn khi phi hành gia đoàn tàu Apollo 11 trở về vào mùa hè năm 1969, họ phải bị cách ly và ngay cả những mẫu đá từ mặt trăng cũng được đưa vào một cơ sở cách ly khổng lồ để ngăn chặn khả năng lây lan virus. NASA đã làm hết sức mình để tránh nguy cơ này, nhưng sự lo ngại vẫn lan rộng trong cộng đồng, thậm chí có giả thiết cho rằng đại dịch Covid-19 năm 2020 cũng có thể bắt nguồn từ không gian. Mặc dù nhiều người cho rằng virus xuất phát từ Vũ Hán, nhưng một số nhà khoa học dẫn đầu là nhà toán học và thiên nhân học người Anh đã cho rằng đại dịch có thể đến từ ngoài vũ trụ. Theo như nghiên cứu của ông, đã chỉ ra rằng vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, một thiên thạch đã rơi xuống dùng tự nguyên ở Đông Bắc của Trung Quốc. Ông tin rằng thiên thạch này có thể đã mang đến loại virus gây đại dịch đến trái đất. Vị trí thiên thạch rơi cách Vũ Hán, nơi đầu tiên ghi nhận ca nhiễm hơn 2.000 km về phía Đông Bắc, khoảng cách từ nơi thiên thạch rơi xuống dùng tự nguyên đến Vũ Hán là khá xa. Tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng thiên thạch này có thể đã vỡ thành nhiều mảnh khi tiến gần tới trái đất khiến một số mảnh vỡ rơi xuống khu vực Vũ Hán. Dù nghe có vẻ như là khó tin thì ý tưởng này dựa trên lý thuyết Panfamia, một giả thiết có từ thờ Ai Cập cổ đại vào khoảng thế kỷ 27 trước công nguyên. Theo như sự sống không bắt đầu từ trái đất mà từ quy khuẩn chứa DNA trên các thiên thạch đến từ vũ trụ, ý tưởng này có vẻ là hợp lý hơn so với việc cho rằng sự sống tự hành thành từ vô cơ theo đó tất cả sinh vật trên trái đất đều có nguồn gốc từ vũ trụ khiến chúng ta loài người trở thành anh em trong vũ trụ nếu papermia có thể là sự thật thì khả năng virus gây đại dịch đến từ không gian thậm chí là mặt trăng là hoàn toàn có thể kiểm chứng năm 2019 các nhà khoa học đã tiến hành một thử nghiệm với loài rấu nước họ đã gửi hàng ngàn con gấu nước lên mặt trăng trên một con tàu thăm dò thật không may là con tàu gặp sự cố và rơi xuống mặt trăng khiến cho phần lớn gấu nước dở dụng, tuy nhiên một số con vẫn còn sống sót. Dù bị thương, điều này đã gợi ý rằng sinh vật có thể tồn tại khi bị da chạm mạnh từ kết quả này. Thì nhóm nghiên cứu đã cho rằng lý thuyết Papermia có thể có khả thi và rằng một số virus hoặc vi khuẩn có thể sống sót khi đi qua khí quyển nhờ vào những da chạm yếu hơn. Điều này cũng mở ra khả năng virus từ mặt trăng nếu tồn tại có thể xâm nhập vào trái đất qua các thiên thạch. Dù hiện tại chưa tìm thấy bằng chứng về sự sống trên mặt trăng, thí nghiệm này vẫn còn là một bước tiến để tiếp tục nghiên cứu về các khả năng khác và video đến đây cũng đã kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo